ghi nhận hàng chục trường hợp tái dương tính Covid-19 sau khi chạy xe máy về quê. Con gái Phi Nhung lộ diện xanh sao, đôi mắt sưng húp, vẫn cố túc trực lo chu toàn tang lễ cho mẹ tại Mỹ. Nở rộ trên mạng dịch vụ đưa người từ Hà Nội về quê. Treo biển, về ăn cơm, cửa hàng xăng dầu bị phạt 10 triệu đồng. Bộ Y tế lên tiếng vấn đề các địa phương ngại nhận bệnh nhân từ bệnh viện về Đức. Ban biên tập xin được gửi đến lời chào và lời chúc sức khỏe để quý vị khán giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng tin tức 24 giờ cho bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế ngày hôm nay. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở trong những phút sắp tới đây. Ghi nhận hàng chục trường hợp tái dương tính COVID-19 sau khi chạy xe máy về quê, Sáng ngày 6 tháng 10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông cho biết, địa phương đã ghi nhận 33 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là công dân trở về từ các tỉnh. Trong đó, 24 trường hợp về từ Bình Dương tái dương tính với nCoV, 8 trường hợp mắc mới. 4 ngày qua, Đắk Nông tiếp nhận hơn 4.000 công dân về từ các tỉnh phía Nam. Những ngày này, sau khi đến chốt kiểm soát dịch Đắk Ru, huyện Đắk Lấp, họ được tập trung lấy mẫu xét nghiệm rồi đưa về các huyện cách ly. Tại Đắk Lắk, địa phương này đón hơn 14.000 công dân về từ các tỉnh phía Nam những ngày qua. Qua khám sàng lọc, Đắk Lắk ghi nhận 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ông Trịnh Quang Chí, Giám đốc CDC Đắk Lắk cho biết, số lượng người nhiễm có thể cao hơn. Hiện Đắk Lắk đã đưa người dân về cho các huyện, thành phố lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly đối với công dân địa phương. Do đó, số lượng dương tính có thể tăng, nhưng các huyện, thành phố đến cuối ngày mới tổng hợp về tỉnh. Con gái Phi Nhung lộ diện xanh xao, đôi mắt sưng húp vẫn cố túc trực lo chu toàn tang lễ cho mẹ tại Mỹ. Sau 9 ngày ca sĩ Phi Nhung qua đời, hiện con gái ruột của cô, Wendy Phạm, vẫn đang túc trực bên bàn thờ mẹ tại Mỹ. Suốt những ngày qua, Wendy Phạm gần như không có một ngày ngủ ngon, cô cố gắng giữ bình tĩnh để lo chu toàn cho tang lễ của mẹ. Trên trang cá nhân sáng ngày 6 tháng 10, diễn viên Đức Tiến chia sẻ hình ảnh cùng đồng nghiệp đến thăm viếng cố nghệ sĩ Phi Nhung tại Mỹ. Trong khung hình, con gái Phi Nhung lộ diện với gương mặt xanh sao rõ, đôi mắt sưng lớn, đượm buồn vì mất mẹ. Các đồng nghiệp nghệ sĩ nhắn gửi lời động viên Wendy Phạm mạnh mẽ vượt qua mất mát to lớn này diễn viên Đức Tiến nhẹn ngào tiễn biệt của nghệ sĩ Phi Nhung. Cả nhóm bay sâu về từ Houston, hôm nay tỉnh táo và khỏe lại tranh thủ đến thăm Phi Nhung. Sau khi đưa bé mèo đi học, mình tranh thủ nhắn tin nhắc mọi người cùng đến. Hôm nay mình và mọi người cũng đã kịp đến thắp nhang và tặng hoa cho em. Tất cả mọi người bên đây yêu mến và đang chờ em về nhé Phi Nhung ơi. Tặng Nhung một nén hương thơm, một nhành hoa trắng, một tình yêu thương. Em đi rồi, em lại về. Nơi đây bao người đợi chờ trong em. Các nghệ sĩ đồng nghiệp với Phi Nhung không kìm được nước mắt khi nhìn thấy di ảnh của cô. Nở rộ trên mạng dịch vụ đưa người từ Hà Nội về quê Trên các diễn đàn mạng xã hội những ngày gần đây, nở rộ dịch vụ đưa đón người từ các tỉnh về Hà Nội và ngược lại. Khách hàng trả tiền triệu gấp nhiều lần so với những ngày thường. Trong vai người muốn đưa người nhà từ Nam Định lên Hà Nội, liên hệ qua số điện thoại 086 518 42 XXX, người này báo giá 2,5 triệu đồng. Chủ xe sẽ dẫn người đi xét nghiệm test nhanh COVID-19 và lo mọi giấy tờ để đưa người vào Hà Nội. Giá này không đổi với chiều ngược lại từ Hà Nội về Nam Định. Trên nhiều diễn đàn, tài khoản có số điện thoại 094 111 351 XXX đưa nhiều quảng cáo chuyên phục vụ các tỉnh Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và ngược lại, xe đưa đón tận nơi, tư vấn giấy tờ cần thiết, bao test COVID-19 liên lạc với số điện thoại này, ngỏ ý muốn đưa người từ Nam Định lên Hà Nội và ngược lại, đầu mối này đồng ý nhận đưa đón với giá 1,2 triệu đồng một lượt, hứa sẽ lo toàn bộ giấy tờ, giá này không đổi khi đón người từ Hà Nội về Nam Định. Trên các hội nhóm ở các tỉnh, dịch vụ đưa đón người đến Hà Nội và ngược lại về các tỉnh cũng khá nhộn nhịp, liên hệ số điện thoại 097778929 789 xx quảng cáo trên nhóm xe ghép Hải Dương, Hà Nội, ngỏ ý muốn đưa người từ huyện Tứ Kỳ, Hải Dương lên Hà Nội và ngược lại. Chủ xe thông báo giá là 700.000 đồng một người, nếu đi ghép còn 500.000 đồng một người. Nếu là người có hộ khẩu ở Hải Dương, chủ xe sẽ bao test nhanh COVID-19 để vào Hà Nội và về Hải Dương. Trên nhóm Hà Nội giúp nhau mùa dịch, một tài khoản đăng tải thông tin muốn về Thanh Hóa, thấy giá phải trả là 800.000 đồng, người này kêu gọi mọi người hỗ trợ tiền hoặc ghép xe để về quê trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn treo biển về ăn cơm, cửa hàng xăng dầu bị phạt 10 triệu đồng. Ngày 6 tháng 10, thông tin từ Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội quản lý thị trường số 3 đã tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng xăng dầu Minh Quang thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Phú Hưng, địa chỉ tại huyện Kim Bôi. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện cửa hàng xăng dầu Minh Quang đang treo biển về ăn cơm, nghỉ không bán hàng, trong đó hai cột dầu diesel và xăng E5 Ron 92 đã ngắt điện nguồn và không có nhân viên tại cửa hàng làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện cửa hàng đã xuất trình được các giấy tờ như giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, giấy đăng ký thời gian bán hàng, trong đó thời gian bán hàng là từ 7 giờ đến 19 giờ hàng ngày, giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường. Căn cứ các quy định, đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm không bán hàng, ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ, Trình đội trưởng đội quản lý thị trường số 3 ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 10 triệu đồng. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra cũng đã kết hợp tuyên truyền, vận động cửa hàng thực hiện tốt các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh trong thời gian tiếp theo. Bộ Y tế lên tiếng vấn đề các địa phương ngại nhận bệnh nhân từ bệnh viện Việt Đức Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc về việc hỗ trợ chuyển người bệnh, người nhà người bệnh đến các cơ sở khám chữa bệnh khác. Theo đó, Bộ Y tế nhận được công văn của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đề nghị Bộ Y tế xem xét và cho ý kiến chỉ đạo về đề xuất các ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo các sở y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương hỗ trợ điều trị, tiếp nhận người bệnh và người nhà người bệnh nhằm giảm mật độ người bệnh tại bệnh viện. Các trường hợp này đều có đủ điều kiện ra viện và có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính hai lần. Về chủ trương, Bộ Y tế nhất trí với đề nghị của bệnh viện hữu nghị Việt Đức để chuyển một số người bệnh và người nhà người bệnh đã xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần bằng phương pháp RT-PCR âm tính, người bệnh thuộc các khoa không thuộc vùng đỏ, vùng không có ca bệnh F0 và đã được điều trị ổn định để tiếp tục theo dõi điều trị cách ly tại các bệnh viện của địa phương. Bộ đề nghị bệnh viện hữu nghị Việt Đức phối hợp với Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để nhận một số người bệnh, người nhà bệnh nhân để tiếp tục theo dõi điều trị cách ly tại các bệnh viện của địa phương. Trước đó, bệnh viện cũng đã chuyển khoảng 1.000 bệnh nhân, người ra đến 3 bệnh viện trên địa bàn Hà Nội là Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Đức Giang. Đại diện Bệnh viện Hiếu nghị Việt Đức cũng cho biết, bệnh viện đang liên hệ với các địa phương khác để chuyển bớt bệnh nhân, người nhà đã đủ điều kiện nhưng đang gặp một số khó khăn. Bộ đôi mình đầy tiền án, cướp dây chuyền mặt ngọc giá hơn 100 triệu đồng Công an quận Hà Đông, Hà Nội đang tạm giữ Dương Ngọc Toàn, sinh năm 1988, Nguyễn Anh Tú, sinh năm 1988 và Trần Mạnh Cường, sinh năm 1986, cùng chú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, ngày 29 tháng 9, anh Hát trình báo về việc, sáng sớm cùng ngày, anh bị hai đối tượng đi xe quay không biển số cướp giật chiếc dây chuyền vàng mặt ngọc tại khu vực đường Văn Phú. Quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an quận Hà Đông đã làm rõ và bắt giữ hai đối tượng cướp giật sợi dây chuyền của anh Hát là Dương Học Toàn và Nguyễn Anh Tú. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận khoảng 6 giờ ngày 29 tháng 9, Toàn đi xe máy quay không lắp biển số chở Tú đi lang thang mục đích cướp giật tài sản. Đến khu vực chợ Hà Đông, cặp đôi này phát hiện anh Hát đi xe máy một mình, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng mặt ngọc. Hai đối tượng bám theo, đến đường Văn Phú thấy vắng người, toàn tăng tốc, áp sát để Tú ngồi sau giật sợi dây chuyền của nạn nhân. Sau khi gây án, các đối tượng mang sợi dây chuyền đến bán tại một cửa hàng vàng bạc trên địa bàn phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, được hơn 100 triệu đồng, chia nhau ăn tiêu. Mở rộng điều tra, Công an quận Hà Đông làm rõ, ngày 22 tháng 9, Dương Học Toàn và Trần Mạnh Cường còn thực hiện một vụ cướp giật dây chuyền trên địa bàn quận Long Biên. Từ lời khai của ba đối tượng, cơ quan điều tra bước đầu xác định Toàn Tú và Cường đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản tại nhiều địa bàn ở Hà Nội như Long Biên, hay Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông. Vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. Truy đuổi kẻ trộm ô tô chạy từ tỉnh Bình Phước sang Bình Dương Ngày 6 tháng 10, Công an huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương cho biết đã bàn giao Điểu Hoàng Minh, 21 tuổi, trú tại Bình Phước, cho Công an huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước để điều tra làm rõ về hành vi trộm ô tô. Theo cơ quan công an, Trước ngày 5 tháng 10, công an nhận được tin báo có một người đã trộm xe ô tô tải 60H01110 chạy theo hướng xuống Bình Dương. Ngay lập tức, chốt kiểm soát tại khu vực cầu Tham Rớt, huyện Bảo Bàng đã xác định chiếc xe nghi vấn và ra tín hiệu cho dừng để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, lực lượng công an đã nhanh chóng truy đuổi. Sau khoảng gần 40 km truy đuổi, đến đoạn đường thuộc phường Tân Định thị xã Bến Cát mới chặn được chiếc xe tải và khống chế được tài xế. Bước đầu Minh khai nhận đã trộm chiếc xe này từ huyện Trơn Thành rồi bỏ trốn xuống tỉnh Bình Dương. Tấn công hai nhân viên y tế ở thành phố Hồ Chí Minh, ba người cùng nhà bị khởi tố. Ngày 6 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can đối với Liêu Tuấn Trọng 50 tuổi, Huỳnh Thị Cẩm Hương 47 tuổi, vợ ông Trọng và Liêu Thanh Thảo 23 tuổi, con gái ông Trọng về tội chống người thi hành công vụ. Theo cảnh sát, ba bị can này đã tấn công hai nhân viên y tế trưa ngày 24 tháng 9. Nhà chức trách cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, tổ nhân viên y tế trong đó có anh HN 27 tuổi, QP 24 tuổi, đang lấy mẫu xét nghiệm nCoV cộng đồng trước nhà số 618 trên 18 Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8. Khi đó, ông Trọng từ trong nhà đi ra và yêu cầu nhân viên y tế phát que để bị can đem về tự lấy mẫu để phòng việc lấy mẫu không đảm bảo quy trình, anh P không phát que, còn ông Trọng không đồng ý lấy mẫu tại chỗ vì sợ lây nhiễm. Mâu thuẫn khiến hai người xảy ra xô sát và được anh N can ngăn. Lúc này Thảo và bà Hương chạy đến dùng bàn ghế ném vào anh P và anh N rồi bỏ đi. Công an phường 4 phối hợp với công an quận 8 đã mời những người liên quan đến làm việc. Phát hiện 4 người trốn trong xe chở lợn để thông chốt vào Quảng Ninh. Khoảng 21 giờ 30 ngày 5 tháng 10, lực lượng chức năng chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại cầu Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, phát hiện 4 người trốn trong một xe tài chở lợn để tránh khai báo y tế khi vào tỉnh. Tại chốt kiểm soát cầu bệnh Đằng, lực lượng chức năng phát hiện xe tải biển kiểm soát 98H00489 đi từ tỉnh Bắc Giang chở 4 người trốn trong thùng. Xe tải này do lái xe Vi Văn Phong điều khiển. 4 công dân thường trú tại tỉnh Bắc Giang trốn trong xe không đủ điều kiện vào Quảng Ninh, gồm Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Văn Chính, Đoàn Văn Biên và Nguyễn Văn Truyền. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Quảng Yên đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, lấy mẫu xét nghiệm đối với lái, phụ xe và 4 người trốn trong thùng xe để xử lý theo quy định. Trung tá Nguyễn Văn Năm, Đội trưởng đội cảnh sát giao thông, công an thị xã Quảng Yên cho biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng tại chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng đã phát hiện và xử lý nhiều vụ trốn trên xe chở lợn để thông chốt kiểm soát dịch. Đặc biệt, địa phương cũng phát hiện 6 vụ với 7 đối tượng về tội làm giả giấy tờ và con dấu nhằm qua lại trạm kiểm soát dịch trái phép. Hé lộ nguyên nhân bé gái 15 tuổi tử vong tại sảnh trung cư ở Hà Nội Trưa ngày 6 tháng 10, trao đổi với phóng viên một lãnh đạo công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, Ban đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân bé gái 15 tuổi tử vong dưới sảnh trung cư CT1A phường Cổ Nhuế 1 là do tự tử. Theo điều tra ban đầu, bé gái 15 tuổi ở trung cư CT1A phường Cổ Nhuế 1 tự tử là do mắc nhiều bệnh tật, không phải trầm cảm hay các yếu tố khác. Việc bé gái này bị bệnh gia đình cũng không biết. Sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, một số bạn bè thân thiết với nạn nhân kể lại thì gia đình mới biết tình trạng của con. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định không có dấu hiệu của vụ án hình sự, nguồn tin cho hay. Như đã đưa tin vào khoảng 8 giờ ngày 5 tháng 10, người dân sinh sống tại tòa CT1A phát hiện một bé gái tử vong ngay dưới sảnh tòa nhà. Thấy vậy, người dân liền báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, công an phường Cổ Nhuế 1 đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra phối hợp với các ngành y tế xử lý vụ việc. Tạm giữ hình sự đối tượng trộm cắp tài sản vì nghiện game. Chiều ngày 5 tháng 10, Công an huyện Phú Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nghiêm Minh Hiếu, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại tổ 17, thị trấn Trại Cao, Đồng Hỷ, về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó một ngày, công an huyện Phú Bình nhận tin báo của ông Dương Văn Nhừng, chú tại xóm Trung 2, xã Điểm Thụy, Phú Bình, về việc gia đình ông bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm một chiếc ví, trong đó có nhiều giấy tờ quan trọng và trên 11 triệu đồng tiền mặt. Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự nhanh chóng xác minh, ra soát khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng nghi vấn là Nghiêm Minh Hiếu. Qua đấu tranh khai thác, Hiếu đã thừa nhận hành vi trộm cắp số tài sản trên của ông Nhừng. Đối tượng này khai do bản thân nghiện chơi game lại không có nghề nghiệp, thu nhập nên lợi dụng sơ hở của gia đình ông Nhừng, sáng sớm ngày 3 tháng 10, Hiếu trèo qua tường rào đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản, lấy tiền chơi game và tiêu xài cá nhân. Hiện vụ việc đang được công an huyện Phú Bình tiếp tục điều tra làm rõ. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ hội đàm với nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì. Ngày 5 tháng 10, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan bắt đầu hội đàm trong hai ngày với nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Thụy Sĩ. Cuộc gặp diễn ra vào thời điểm căng thẳng giữa hai nước gia tăng vì một loạt vấn đề, trong đó có vấn đề Đài Loan-Trung Quốc. Theo tờ Biêu điện Hoa Nam, buổi sáng, SCMP, cuộc gặp nhằm mục đích xây dựng lại các kênh liên lạc và thực hiện sự đồng thuận mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đạt được. Căng thẳng thương mại cũng là chủ đề hàng đầu trong chương trình nghị sự giữa Mỹ và Trung Quốc. Hôm qua, đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai đã công bố kết quả đánh giá trong nhiều tháng về chính sách thương mại của Trung Quốc, cam kết tổ chức các cuộc đàm phán thẳng thắn với Trung Quốc về những khúc mắc trong hoạt động thương mại song phương. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ trở nên xấu đi nhanh chóng dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và hiện chính quyền Tổng thống Joe Biden duy trì áp lực lên Trung Quốc về một loạt vấn đề từ Hồng Kông, khu vực Tân Cương cho đến nguồn gốc của COVID-19. gọi dòng chảy phương Bắc 2 là sai lầm chiến lược, Tổng thống Ba Lan kêu gọi NATO, EU làm điều này. Phát biểu tại diễn đàn An ninh Warsaw, người đứng đầu nhà nước Ba Lan cho rằng, phương Tây nên rút ra bài học từ những sai lầm đã mắc phải, bao gồm cả vụ rút quân khỏi Afghanistan và việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 2. Theo quan điểm của ông Duda, dòng chảy phương Bắc 2 là một sai lầm chiến lược đối với toàn thể cộng đồng các nước trong khu vực Đại Tây Dương. Theo Tổng thống Duda, ở đây không chỉ nói đến khả năng Nga cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine và Slovakia hay khởi động đường ống bỏ qua Ba Lan, mà là việc tạo cơ hội để cho Nga dọa nạt toàn bộ cộng đồng của chúng ta, thậm chí vượt xa khuôn khổ các vấn đề năng lượng. Đồng thời, nhà lãnh đạo Ba Lan cho rằng, ngày nay, EU và NATO cần phải suy nghĩ làm thế nào để chống lại các mối đe dọa về chính trị, năng lượng và quân sự để đối phó với những thách thức mà dòng chảy phương Bắc 2 có thể mang lại. Dòng chảy phương Bắc 2 là đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức với công suất 55 tỷ mét khối mỗi năm. Việc xây dựng đường ống được hoàn thành vào đầu tháng 9. Khối lượng khí đốt cung cấp trong năm nay có thể lên tới 5,6 tỷ mét khối. Mới đây, nhà điều hành đường ống Nord Stream 2 AG thông báo họ đã bắt đầu bơm đầy nhiên liệu vào nhánh đường ống thứ nhất đến mức áp suất cần thiết để kiểm tra thêm. Công việc chạy thử trên nhánh thứ hai vẫn đang tiếp tục. Tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Kishida thấp hơn so với người tiền nhiệm. Theo kết quả cuộc khảo sát của hãng tin Kyodo công bố vào ngày hôm qua, mùng 5 tháng 10, tỷ lệ tán thành đối với nội các mới ra mắt của thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chỉ đạt 55,7%, thấp hơn con số 66,4% với nội các của Thủ tướng Suga Yoshihide khi mới thành lập vào tháng 9 năm ngoái. Cuộc khảo sát qua điện thoại trên toàn quốc với hơn 1.000 người được thực hiện sau khi ông Kishida Fumio, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự do Cầm Quyền, được bầu làm Thủ tướng và ra mắt nội các mới, đồng thời tuyên bố sẽ giải tán Hạ viện vào ngày 14 tháng 10 và tổng tuyển cử vào ngày 31 tháng 10. Kết quả khảo sát cũng cho thấy, lý do để ủng hộ nội các của ông Kishida Fumio phổ biến nhất là vì không có ứng cử thủ viên sáng giá nào khác. Tỷ lệ không tán thành đối với nội các mới là 23,7%, cao hơn với con số 16,2% khi Thủ tướng Suga Yoshi hai nhậm chức. Trong số 20 thành viên nội các mới được công bố, có tới 13 người lần đầu tiên được bổ nhiệm làm các bộ trưởng. Ông Kishida Fumio chỉ giữ lại hai vị trí nội các tiền nhiệm là Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng. Ngoài ra, ông Asotaro, người đã đảm nhận vị trí Bộ trưởng Tài chính trong gần 9 năm, cũng đã được thay thế. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết, những nội dung nổi bật, những tin tức diễn ra trong ngày của tin tức 24 giờ. Mọi ý kiến trái chiều, xin mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận dưới video này để ban biên tập của chúng tôi kịp thời xử lý và phản hồi. Còn bây giờ, xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.